Ok, chào các bạn. Các thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video hỗ trợ các bạn từ câu 181 đến câu số 200. Với câu số 181, cô sẽ có như sau. Người ta dùng cấu trúc be going to diễn tả một cái, đúng không? diễn tả những cái dự định mà chắc chắn sẽ xảy ra vì có kế hoạch từ trước. Thì cô sẽ có như sau. Anh ta sẽ không học tiếng Tây Ban Nha. Yeah. Và cô ấy cũng thế, tức là cũng không vậy thì cô sẽ có như sau để diễn đạt là ai đó cũng có cô dùng cấu trúc là sâu cộng với trợ động từ nhờ yeah, sâu cộng với trợ động từ cộng với chủ ngữ nhờ yeah. nó sẽ bằng với cấu trúc là chủ ngữ cộng với trợ động từ nhờ yeah, cộng với cho đấy là diễn tả ai đó cũng có nhé vậy để diễn tả cấu trúc ai đó cũng không người ta sẽ dùng cấu trúc như sau người ta sẽ dùng là neither cộng với trợ động từ. Trợ cộng với chủ ngữ. Nó sẽ bằng là chủ ngữ cộng với trợ động từ. Trợ cộng với either. Em nhớ cho cô là neither cộng với trợ động từ cộng chủ ngữ thì bằng chủ ngữ cộng với trợ động từ nhưng phải ở dạng phủ định viết tắt như yeah, either. Vậy đây cô sẽ có là anh ta sẽ không học tiếng Tây Ban Nha nữa. Và cô ấy cũng thế, tức là cũng không. Vậy nếu cũng không thì cô sẽ bỏ ý A. Bỏ ý C Cô chỉ còn ý B và ý D mà thôi yeah. Cả B và D của cô đều là cũng không Nhưng bạn xem lại cho cô Cái quy tắc là ai đó cũng không Thì bạn sẽ thấy rằng là Cái điểm khác biệt chính Đó là cái anh either thì anh ấy đứng đầu Thế còn anh neither thì anh ấy đứng cuối yeah. Vậy thì với câu này Cô sẽ chọn được 181 của chúng ta Là ý B Sau câu 181 Chuyển cho cô sang câu 182 với câu 182, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ try. Đây chính là cấu trúc về danh động từ và động từ nguyên mẫu này. Cô có cấu trúc là sau try cộng với tu vấp cố gắng làm gì? Try cộng vấp in là thử làm gì? Vậy là anh ấy luôn cố gắng tránh mặt tôi. Vậy là try tu vấp. Nếu mà try tu vấp thì cô sẽ bỏ được B, bỏ được D. Nhờ, cô lại có cái cấu trúc như sau. Cô có cấu trúc là sau avoid cộng vấp in tránh làm gì? Vậy thì cô 182, cô sẽ chọn được đáp án là ý c Số 182 chuyển qua câu số 183. Ông Brown đã phục vụ trong quân ngũ đúng không? từ năm 1960 tới 1980. Cái mốc thời gian từ 1960 đến 180 là xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi. Vậy thì với câu này cô sẽ chi ở thì quá khứ đơn. Xong câu số 183 với câu 184 này. On she unkind, so I can't her. Mặc dù cô ta không tốt nhưng mà tôi không thể ngừng thích cô ấy được cô sẽ có cấu trúc như sau Rồi cô sẽ có anh đó là can't have Ok, can't bear Can't stand Bài này cô đằng sau nó sẽ cộng với vấp in Không thể chịu được, không thể nhịn được Thì 184 cô chọn được ý D yeah. Xong câu số 184 Chuyện cô sang câu số 185 Chuyện câu số 185 gì là Vì tôi không biết có cái sự thay đổi của chương trình Nên tôi đã đến Đến một lửa tiếng cho cái buổi Rehearsal Cô sẽ có từ rehearsal nghĩa là buổi tổng duyệt rehearsal Thì cô sẽ có như sau này Cơ có cấu trúc là be unable to Cộng với verb không thể làm gì <laughs> Ý D cô sẽ có từ unreasonable Nghĩa là không hợp lý Vậy thì cô sẽ không chọn C, không chọn D Cô có ý A này Ý A cô có từ unaware Không hay biết, Đúng không? không? hề hay biết gì cả Vậy theo ngữ cảnh câu này cô sẽ chọn ý A Thế còn ý B cô sẽ có Chúng ta cũng có cái cấu trúc là Be unconsciously nhớ yeah. cái này cô nghĩa là không nhận thức được vấn đề nhớ yeah. một cái là không hề hay biết tức là không được ai thông báo cho mình biết thì còn cô sẽ có ý b của chúng ta từ này nó thuộc về nhận thức thuộc về ý thức của bản thân thì cô sẽ có từ unconscious từ đấy nghĩa là không nhận thức được vậy thì với câu số 185 cô chọn được ý a nhé sau câu 185 chuyện cô sang câu số 186 này với câu số 186 cô có như sau bốn câu là về từ vựng Cô có ý à với từ draft. Dạ, từ đấy của cô nghĩa là gió lùa. Trong ý B, cô với từ flood là lũ lụt. Dạ, cô có từ eruption là phun trào. Và cô có ý D với từ drought, nghĩa là hạn hán. Vậy là sau 9 tháng không có mưa, thì cái quốc gia đó phải đối mặt với, đang đối mặt với một trong những cái trận hạn hán khủng khiếp nhất trong vòng 50 năm qua. Thì 186, cô chọn được ý D. Sau 186, chuyển cô sang câu 187, căn cứ cho cô bằng anh interview. Chúng ta có cấu trúc như sau Chờ, Cô sẽ có cấu trúc là introduce somebody to somebody Giới thiệu ai với ai 187 cô chọn được ý C 187 gì là tôi có thể giới thiệu bạn với bà Brown được không Câu 188 này Thật là may Máy bay đã hạ cánh à Câu này cô sẽ là câu về từ loại này Cô có ý với từ safe là tính từ Yeah, safe là trạng từ an toàn Cô sẽ có từ safety là danh từ sự an toàn và cô có ý đề với từ ăn nghĩa là không an toàn Vậy là mây là máy bay đã hạ cánh an toàn sau cái trận bão đấy Vậy thì cô căn cứ bằng động từ lên là hạ cánh Động từ thì phải đi với trạng từ Nên cô chọn được 188 là ý B Sau 188 chuyển cô sang cô 189 này 189 căn cứ cho cô bằng if Trợ căn cứ cho cô bằng would Điều kiện loại 2 Điều kiện loại 2 thì mệnh đề if phải chia quá khứ đơn Do đó cô chọn được 189 là ý D nếu như mà cô ta giàu có thì cô ta sẽ đi vòng quanh thế giới Câu 180 cô sẽ có như sau này Căn cứ bằng động từ Chúng ta có cấu trúc như sau Cô có cấu trúc là sau này Somebody, tức là chủ ngữ chỉ người này Thì đằng sau này cộng với tu vấp Cô sẽ có là something thì cộng với ni cộng với vấp in Nhờ. Yeah. Thì cô sẽ có như sau Cái thiết bị trong văn phòng này Cần phải được tân trang hiện đại lại Vậy thì câu này cô sẽ chọn được ý B Tại sao cô lại chọn ý B? Bởi vì với cái từ là equip là danh từ chỉ vật thì cô sẽ áp dụng công thức là something cộng với nick cộng với verb in hoặc là to be vấp phân từ hai. Do đó cô sẽ chỉ chọn được IB mà thôi. Câu số 191 căn cứ cho cô bằng từ kind. Chúng ta có cấu trúc như sau. Chợ cô sẽ có cấu trúc là be kind to somebody tốt với ai. Be kind of somebody lòng tốt của ai. Vậy là, đó là lòng tốt của bạn để giúp những cái người nghèo khó như vậy. Vậy thì với câu 181 theo cách dịch 191 theo cách dịch. Cô chọn được ý A. Sau câu 191, chuyển cô sang câu số 192. Với câu số 192, cô sẽ có như sau. Đức dịch là Peter bị điểm kém và điều đấy khiến cho cha mẹ anh ta buồn. Vậy điều đó là gì? Là cái việc mà anh ta bị điểm kém. Vậy thì nếu như để thay thế cho một mệnh đề phía trước, thì cô sẽ dùng which. Chúng ta không dùng that sau dấu phẩy. Yeah. Câu số 193 căn cứ cho cô bằng cấu trúc I'd rather. Cô có cấu trúc như sau sau so, I'd rather Cộng với somebody Cộng với vấp chia ở quá khứ đơn Muốn ai đó làm gì hơn Vậy là tôi muốn bạn đúng không? Em muốn anh ở nhà tối nay hơn Thì 193 cô chọn được ý A Số 193 chuyển cô sang câu số 194 194 là kiến thức về câu hỏi đuôi này Căn cứ cho cô bằng cái động từ Đó là động từ lips Chia ở hiện tại Do đó chúng ta sẽ phải mượn trợ động từ nên là cô bỏ B, bỏ D nhá. Yeah. Ở bên này khẳng định thì bên kia phải phủ định Do đó 194 cô chọn được ý C Người đàn ông sống bên cạnh Đúng không ạ? Người đàn ông đó sống ở bên cạnh nhà cậu phải không? Sau 194 chuyện cô ra câu số 195 Cô ấy thích đọc sách ở trong thư viện Ở trong thư viện người ta dùng giới từ In the library Sau câu 195 chuyện cô ra 196 này Tôi sẽ mang theo ô phòng khi trời mưa Cô có ý với từ when là khi, if, nếu như, ơn là trừ khi Thì cô sẽ chọn ý B với từ in case, nghĩa là phòng khi Sau câu 196, trợ cô sai câu 197 Trợ với câu 197, cô sẽ có như sau Cô có một cụm từ cố định và bạn thừa nhận cụm từ đó cho cô Đó là cụm từ by and large Nghĩa là nhìn chung là ạ Nhìn chung là học sinh ở đây rất là ngoan, cư xử tốt đúng không ạ? Thì với câu 197, cô chọn được ý D Câu số 198 căn cứ cho câu bằng từ essential. It is essential that he do that contract. Chợ, đó là cần thiết rằng anh ta phải từ chối cái bản hợp đồng đó. Sau cái cấu trúc, cô có cấu trúc như sau đây? Đó là cấu trúc it is essential. Chợ, đằng sau nó sẽ cộng với that, cộng với chủ ngữ, cộng vấp chiên nguyên dạng tất cả các ngôi. 198, cô chọn được IA. Sau câu 198, trở cô sang câu số 199. 199, cô có IA với từ passive, nghĩa là thụ động. Yeah. Ý B có có từ I à, nghĩa là lười biếng, lười nhát. Ý C có từ immobile nghĩa là không cử, cử động, không nhúc nhích, đúng không? bất động. Và cô có ý D với ý từ inactive nghĩa là không năng động, không hoạt động. Vậy thì cái ngọn núi lửa đấy đã không hoạt động trong khoảng nhiều năm trước khi nó đột ngột phun trào. Vậy thì 199 cô chọn được ý D. Sau 199 chuyển cô sang câu số 200. Tức là bạn sống ở trong cái vùng này vì vậy bạn hẳn là biết rõ về cái vùng này lắm. Thì với câu này cô sẽ có như sau Người ta dùng can cộng với nguyên dạng để diễn tả khả năng làm gì Chợ khút cộng với nguyên dạng là quá khứ của can thôi Đúng không ạ? Mây cộng với nguyên dạng diễn tả những cái có thể sẽ xảy ra nhưng không chắc Vậy thì với câu này cô sẽ dùng must cộng với nguyên dạng Diễn tả ngoài nghĩa là bắt buộc làm gì ra Điều nghĩa là diễn tả một cái suy luận ở hiện tại Vậy thì với câu số 200 Cô chọn ý A và dùng nó với lớp nghĩa thứ hai em nhé